Đó, điện rất là khỏe anh em nha. Đấy. Điện như này thì vô tư anh em mình chở cái gì cũng được, mà đạp nháy một cái là nổ ngay. Rồi ok. Hello toàn thể anh em nhé. Thì chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Trung Hiếu Vlog. Thì hiện tại là hôm nay Lý có một em xe của bên Trung Quốc nha anh em nha. Thì hiện tại là con xe này phân khối của nó rất là lớn anh em ạ. Nó rơi vào đi 175 phân khối cơ. Thì đang trong tình trạng đến đây là xe hiện tại là không nổ được nha anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cách để cho anh em có thể kiểm tra được là cái đường nổ của con xe này như nào, và nguyên nhân nó hỏng là hỏng cái gì, để cho anh em cùng biết và tham khảo nha. Nhớ đâu anh em trường hợp mà những con xe như thế này mà đến với cửa hàng của mình ấy, thì hiện tại là đã không nổ được hoặc là nó chết máy, thì để anh em cũng biết cách làm sao để có thể kiểm tra được một con xe to như này nhá. Thì nhiều khi anh em thợ bọn mình thì nhiều lúc là thấy một con xe nó lạ, anh em đến với cửa hàng anh em thì anh em cũng rất là lo lắng và không biết sửa như thế nào, và cũng không dám để kiểm tra để làm sao có thể biết được là nó hỏng cái gì. Đấy, thì hôm nay mình sẽ lên đây để chia sẻ cho anh em vài chút cái kinh nghiệm để anh em có thể biết được cách kiểm tra một con xe phân khối lớn. Đấy anh em nha, để cho anh em có thể biết được cách sửa chữa rồi để khắc phục làm sao để cho nó nổ nhá. Thì ban đầu ấy thì là hiện tại là con xe này như mình thường xuyên và mình kiểm tra, thì hiện tại mình đã kiểm tra nổ rồi, nhưng mà mình sẽ lên đây để chia sẻ cho anh em thôi. Thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh gần để chia sẻ cho anh em. Thì hiện tại nhá, để cho anh em đo cuộn nổ của nó là rơi vào bao nhiêu đấy, và xung nó rơi vào bao nhiêu, để anh em có thể biết được là cái ngưỡng có thể nổ được, thì là cuộn nổ nó sẽ rơi vào bao nhiêu, để anh em biết sau này anh em gặp những con như này anh em đo nhá. Rồi ok, thì bây giờ anh em hãy đi theo mình để tiến tới gần con xe hơn. Đây, thế thì trước mắt anh em, đây là cả một cái cục máy 175 phân khối nha, CC này anh em này. Đấy, 75 phân khối. Thì hiện tại là mình đã kiểm tra và đã xử lý nổ được rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các anh em đo được cái cuộn nổ là cái thứ nhất. Cái thứ hai để anh em chuẩn đoán được các cái màu dây này, để anh em tiện, dễ sau này anh em nếu có gặp phải thì anh em có thể làm thao tác nó sẽ nhẹ nhàng và dễ dàng hơn nhá. Thì trước tiên đây là cái dây rắc từ dưới mâm lửa lên này. Đấy. Thì anh em rút ra. Hiện tại là nó sẽ chia ra lại thành 5 đầu dây nha anh em nhá. Thì cái đầu dây thứ môn nhất để mình nói anh em này, thì cái dây màu đen sọc đỏ là cái dây cuộn nổ nhá. Thì nó cũng như các cái dòng xe phổ thông của anh em thôi. Đấy, màu dây của nó vẫn là màu đen sọc đỏ, và màu dây xung nó là màu xanh sọc trắng, thì nó vẫn như nhau nhá anh em nhá. Đấy, là dây xung dây kích đấy. Và dây màu xanh sọc trắng này là dây mát của con xung nha anh em nhá. Đấy. Và cái dây màu vàng này là cái dây nguồn đèn này, dây màu hồng này là dây màu nạp nha anh em nhá. Thì bây giờ anh em lấy cái đồng hồ Victor VC890C+ để anh em có thể đo và thao tác được. Đấy. Thì anh em vặn cái đồng hồ về nấc thang 2 cao ôm nhá. Đây này anh em này, anh em vặn với cái đồng hồ nấc thang 2 cao ôm này. Đấy. Thì mình sẽ để lên đây để anh em cùng nhau nhìn nhá. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đo cái đồng hồ này. Đây là dây cuộn nổ này, thì anh em vẫn cứ đo, nếu mà để ngưỡng của con này thì nó vẫn rơi vào khoảng tầm 550 ôm. Nó vẫn như cái cuộn nổ bình thường của anh em mình nhá anh em nhá. Đấy, thì cái ngưỡng của nó vẫn là 550 ôm. Thì anh em mình đo thông với mát. Hiện tại là bây giờ nó chỉ còn, đây hiện tại bây giờ nó chỉ còn 296 ôm thôi. Hiện tại con này nó đang bị chết ngáp ngoài rồi nha anh em nhá. Đấy, nó chết mất một nửa cuộn rồi. Bây giờ chỉ còn 294 ôm thôi. Đấy, có lúc nó có thể lên được đến 500 đấy. Vừa nãy mình vừa thấy nó nhảy đến 500. Đấy anh em nha, thì hiện tại cái ngưỡng này nó không thể nổ được, và điện nó rất là yếu, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, anh em mình sẽ đo cuộn xung này. Cuộn xung nó rơi vào tầm 101 đến 150 ôm là ok nhá.
À, con sung bây giờ, con sung này là nó cách mát nha anh em nhá. Con sung này phải đo vào cái dây mát màu xanh này này. Đấy, đo cái dây mát màu xanh sọc trắng này thì nó mới lên nhá anh em nhá. Đấy. Con sung hiện tại là nó lên là 154 ohm, vẫn đang trong ngưỡng có thể nổ anh phát điện và nổ bình thường nhá. Đấy, rồi ok, thì quan trọng nhất là mình phân biệt hai cái này. Thì hiện tại là bây giờ Lý đã phân biệt được là và kiểm tra được cái cuộn nổ con này nó đã chết rồi nhá. Thì như cái cuộn nổ con xe 175 phân khối của Trung Quốc này ấy, thì anh em mình tìm ở bên Việt Nam nó rất là khó kiếm và cũng hầu như là không có anh em nhá. Thì anh em mình sẽ lại phải sang Trung Quốc để mua. Nhưng với cái tình hình dịch bệnh như thế này thì anh em mình chắc chắn là không đi được rồi. Đó, cái thứ nhất. Đấy, cái thứ hai là mình muốn làm sao hướng dẫn để cho các anh em có thể xử lý được cái ban bệnh này mà anh em mình không cần phải thay quần nổ nhưng anh em mình vẫn có thể khắc phục và để cho nó nổ và đi lại bình thường nhá, như zin. Đấy. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ chia sẻ cho anh em cái quần nổ này. Đây là cái quần nổ ngày xưa là mình cũng đã thay ra rồi. Đấy. Mua về có đã thay ra rồi đấy, mình chia sẻ thôi. Con này thì mình không mở ra. Quần nổ nó như cái quần nổ này luôn. Anh em nhá, đây là cái cuộn nổ này anh em này. Và đây là các cái cuộn đèn của nó này. 1 này, 2 này, 4 này, 6 này. 7 cái cuộn đèn và một cái cuộn nổ nhá. Đấy là thành 8 cuộn anh em ạ. Đấy, cái cuộn như này anh em nhìn thì cũng rõ rồi đúng không? Rồi ok. Thì bây giờ mình sẽ chế cho con xe 175 phân khối này của con xe Trung Quốc này thì mình sẽ lấy một con IC mở tua. Đấy, gọi là con IC 4 chân này anh em ạ. Để làm sao có thể chuyển về điện của điện bình ắc quy nha anh em nhá. Đấy, mình sẽ hướng dẫn là chuyển điện bình ắc quy để làm sao khắc phục được con xe này nổ nhá. Đấy, thì con IC mở tua này có thể anh em mình chế cháo cho tất cả các loại xe như xe Uây Tàu, xe Honda, UA. Đấy, và những cái dòng xe Honda đời mới anh em mình vẫn có thể sử dụng được con IC này. Đấy, để anh em mình đấu chế cháo lên để nổ nhá. Bởi vì thì những cái con mà nó hiếm thì anh em mình sử dụng con này rất là hợp lý luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đấu lên nhá. Đây thì hiện tại là cái đầu rắc của con IC này là nó nằm ở đây nhá anh em nhá. Thì đây, như con IC của cái con xe này thì nó rất giống với những cái con IC của dòng S110 nhá. Nó nhỏ hơn một chút anh em nhá. Đấy, những cái đầu rắc này nó chia ra nó gần giống với cái con kia. Đấy, mà coi như là giống luôn đấy anh em ạ. Đấy, thì bây giờ anh em mình phải cắt cái dây này ra để anh em mình có thể lấy một đoạn rắc của cái con IC Uy. Đấy, thì đây mình lấy cái đầu rắc của cái rắc ra cái đuôi đèn của Uy Honda của mình nhá. Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các anh em này. Thì bây giờ anh em mình cũng phải phân biệt được là cái đầu dây này là nó là màu gì và nó là dây gì, có chức năng gì để anh em có thể thao tác đấu lên được nhá. Đây mình sẽ cắt ra thêm một tí để cho anh em xem cận cảnh hơn, để anh em có thể biết rõ hơn về cái điều này nhá. Đấy, thì hiện tại anh em phân biệt này, đây là cái dây cuộn nổ này, lấy dây màu đen sọc đỏ nhá anh em nhá. Và đây là cái dây mobin nhá anh em nhá. Đây, dây vàng sọc đen này. Đấy. Dây này là dây tắt nổ sau khóa này. Đấy. Khi anh em mình tắt chìa khóa thì cái dây mát nó sẽ cấp xuống cái dây này. Đấy, để tắt nổ nhá. Thì bây giờ mình sẽ bỏ luôn dây này này. Đấy, anh em cắt đi, bỏ luôn dây này nhá. Và cái dây này là cái dây sung này anh em này, dây màu xanh sọc trắng này. Và dây này dây mát này. Đấy, bây giờ thì anh em mình hãy đấu cái rắc này vào. Thì bây giờ trước tiên anh em mình cắm con IC này để cho anh em hiểu nha, anh em cắm đúng cái đầu rắc như này nha. Thì mình sẽ tính cho anh em biết, bởi vì cái màu dây này thì anh em sẽ không hiểu và sẽ không biết là đấu vào dây nào với dây nào. Thì bây giờ mình sẽ đếm này, bắt đầu từ cái rắc bên này nhá, cái rắc màu trắng này nhá, xong ngược xuống bên dưới này, xong mới vòng lên nhá. Thì cái dây màu trắng này, đấy, dây ban đầu này, đây anh em này, mình sẽ để ngửa như này cho anh em dễ hiểu này. Đây, dây màu trắng này là cái dây con sung con kích của anh em mình nhá. Đấy, là sẽ đấu vào cái dây màu xanh này. Và cái dây màu cái dây ở bên dưới này, đấy, góc bên dưới này thì nó sẽ là cái dây mát này anh em này, dây mát nhá. Đấy. Và cái dây giữa này anh em mình bỏ này, cái dây giữa này nếu mà như con bình thường ấy thì anh em mình sẽ đấu cái dây màu đen sọc trắng này vào, nhưng bây giờ cái dây này mình bỏ này. Đấy. Và cái dây bên dưới này nữa, bắt đầu đi sang đến cái rắc thứ 3, rắc thứ 4 này.
là cái dây này là dây đường nổ nhá. Đấy, dây đường nổ này để tí anh em mình đấu vào cái đường sau khóa này. Và bên trên này, bên trên này thì nó sẽ là dây vào mobin này anh em nhá, dây vào mobin này. Cái dây rắc này tí nữa anh em mình bỏ luôn này. Bây giờ mình sẽ cắt luôn nha anh em nhá. Đấy, anh em mình bỏ luôn cái dây này đi. Bây giờ mình chỉ dùng 4 dây thôi này. Đấy, rất là dễ đấu. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em đấu lên. Và trước khi đấu lên ấy thì anh em hãy cắt cho mình một cái sợi dây để hơ đốt lại nóng để tránh tình trạng nó bị chập cháy. Mình sẽ cắt ra 4 cái dây như thế này. Ok nha, bây giờ mình cắt ra rồi nha. Thì cái dây trước tiên là mình sẽ lấy cái dây sung này. Đây là cái dây sung này anh em này. Anh em hơ dài dài một tí anh em đấu cho nó thoải mái. Dây sung là màu dây xanh dương. Đấy, dây màu xanh dương thọc trắng này anh em đấu vào đây này. Bây giờ anh em luồn cái dây hơ này vào. Đấy nha, anh em cho vào đây. Rất là dễ thôi. Anh em cứ nhớ là sung 1 này, mát 2 này. Đấy, sau khóa 3 này, nổ 4 này, mobin 5 này. Đấy, anh em mình sẽ đấu được nha này. Bây giờ mình đọc này, sung 1 này, mát 2 này, sau khóa 3 này. Đấy, như những dòng xe quay tàu ấy là anh em mình đếm như thế. Đấy, quận nổ này là 4 này, mobin là 5 này. Đây, đấy, anh em mình sẽ đấu được luôn. Đây là dây mát này anh em nhé. Tiếp đến dây mát này, đây là dây mát này. Đấy, dây màu xanh xanh này là dây mát này anh em. Bây giờ anh em lại luồn vào đây để anh em có thể thao tác đấu được lên. Tiếp đến là dây này là dây đường nổ nha anh em nhá. Dây này thì anh em mình sẽ đấu về dây sau khóa này. Đây thì hiện tại bây giờ Lý đã cho cái dây sau khóa ra đây rồi. Đây anh em nhìn thấy cái dây màu đen này không ạ? Dây màu đen này là cái dây lửa 12V ở sau khóa nha. Thì đấu vào cái dây chip xi nhan này anh em này. Đấy, cái dây màu đen của chip xi nhan ra đây này. Đấy, thì lúc nãy Lý rút cái chip xi nhan này nó không ra được, nó đã bị kẹt cứng quá rồi. Thì mình hơ luôn nóng vào đây để mình đấu luôn vào đây nhá. Đấy, mình đấu vào cái dây màu đen này. Thì cái dây màu đen này thì mình sẽ lấy một đoạn dây điện mình nối vào. Và mình sẽ đưa sang cái dây cuộn nổ. Đây, cái dây màu da cam này này. Đó, anh em cho vào đây, anh em hơ nóng vào. Chỉ còn một dây nữa thôi là anh em mình đã thao tác thành công để có thể cho con sen này nổ nha anh em nhé. Rồi, dây này là dây mobin nha anh em nhé. Dây mobin này thì anh em mình sẽ cho vào cái dây màu vàng sọc đen. Đó, đây, bây giờ mình sẽ cho dây màu vàng sọc đen này. Và anh em nhớ là anh em sẽ bỏ cái dây màu đen sọc đỏ này ra nhá anh em nhá. Anh em mình cắt đôi cái dây màu đen sọc đỏ này ra, anh em bỏ luôn cái dây nổ này ra này. Đấy, cái dây đỏ với lại cái dây màu đen sọc trắng này anh em mình bỏ luôn. Rồi xong, hiện tại mình đã thao tác xong rồi nha anh em nhé. Bây giờ mình sẽ triển khai đến bước đường nổ cho anh em. Và cái dây này thì anh em tí nữa anh em sẽ bọc băng dính vào nha. Bây giờ mình sẽ chưa bọc băng dính, tí nữa mình mới bọc. Rồi, ok. Bây giờ là vẫn cứ theo nguyên bản anh em mình vẫn theo quy trình nhá. Thì anh em dùng bằng kìm để anh em thử để tránh tình trạng bị giật nhá. Thì bây giờ đây, anh em hãy xem này. Mình sẽ để sát vào bên dưới này đi. Đây, mình sẽ để vào bên dưới góc máy này nhá. Không anh em mình để lên kia nó sẽ nổ ngay thì rất là dở. Đây, bây giờ mình sẽ để ở đây này, anh em nhìn nhá. Đấy, anh em nhìn cái điện không ạ? Điện đánh tanh tách rất khỏe. Rồi, ok.
Rồi bây giờ mình sẽ cho lên đây để nổ thử đã. Đây, em đặt đây. Đây nha, hiện tại đang nổ nha anh em nha. Điện rất là khỏe. Đó. Cách khoảng 1 phân vẫn bình thường anh em nhá này. Đấy, cách khoảng 1 phân vẫn nổ bình thường luôn. Rồi đây, thế thì hiện tại bây giờ Lý đã thao tác và chia sẻ cho anh em cái kinh nghiệm để anh em có thể thao tác kiểm tra được một con xe phân khối lớn nha anh em nha. Đấy thì anh em xem cái video của Lý hay thì anh em hãy like và chia sẻ. Và điều đặc biệt anh em nào mà chưa đăng ký kênh của Lý thì anh em hãy cố gắng làm sao đăng ký kênh để ủng hộ Lý nhá. Và anh em nhớ nhấn nút chuông để có thể nhận được những cái video mới nhất của Lý tới đây Lý sẽ ra mắt anh em. Và anh em nào đang theo dõi kênh của Lý thì anh em hãy tiếp tục ủng hộ Lý bằng cách chia sẻ thật nhiều lên các trang mạng xã hội để cho anh em mà chưa biết về cái cách sửa chữa những cái dòng xe ba bánh như này để anh em cùng học hỏi với anh em nhé. Rồi, cảm ơn các anh em và chúc anh em thao tác thành công.